Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, đến hẹn lại lên. Hôm nay ngày 22 tháng 7 2021, đến hẹn lại lên, năm Thu quay trở lại vườn kiểng anh Tuấn, tọa lạc tại đường Dương Thị 10, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho cô Phượng theo số điện thoại là 0938 214 285 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại cô Phượng quen thuộc của vườn kiểng anh Tuấn. Rồi chào Phượng. Con gửi lời chào tới chú ạ, tới toàn thể cô chú ba anh chị mình gần xa. Hôm nay ngày thứ năm thì con có một số hàng muốn giới thiệu tới toàn thể cô chú ba anh chị mình ạ. Thì hàng này con bao ship toàn quốc rồi, anh em nào mua cây nào thì gọi điện cho con, chốt cây đấy thì gửi trước cho con 20% ạ. Còn bao nhiêu con nhờ nhà ship thu hộ. Rồi, gọi trước là 20% để làm tin ha. Còn số tiền còn lại thì bên bưu tá họ sẽ thu hộ dùm cho nhà vườn. Cô Phượng cũng chia sẻ rồi, bây giờ không mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Em số 1 em đầu tiên là cái tục. Cái này cái tùng vạn niên chú. Vạn niên tục. Cái eo của nó 40 năm ạ. Cái tán rộng của nó là 103. Cái chiều cao của nó 109 ạ. Cây số 1 con báo giá 8 triệu ạ. Cây số 1 được chào giá là 8 triệu. Hình như là giá mùa Covid. Lúc trước là nhớ là nó cũng khá cao phải không? À, vô mùa Covid thì cây một ít bán trước giá Covid thì nó giá rất là mềm các bạn. Nếu mà các bạn sở hữu là mua vào cái dịp này thì cây nó sẽ mềm được mềm giá. Cây này gốc rất là to và chỉ có 8 triệu thôi phải không? Rồi. Cho lên đi. Rồi, ok. Cây số 2. Số 2, cây lùng lực. Cây số 2 cũng là tùng vạn niên. Cái eo của nó 30 năm ạ. Cái tán rộng của nó 67 ạ. Cái chiều cao của nó 42 ạ. Báo ra 2 triệu ạ. 2 triệu cây số 2. Rồi, cây số 2. Ok, xong rồi, xin mời em kế tiếp. Cây số 3. Cây số 3. Cây này có một tay duy nhất rồi chứ. Được chế tạo dáng bay. Cái eo của nó 37. Một tay che tròi. Cái tán của nó là 63. Chiều cao của nó 48 ạ. Báo ra 2 triệu. 2 triệu cây số 3. Rồi, xin mời em kế tiếp. Cây hội đầu. Cây này là bạt phong. Cây số 4 ạ. Cái eo của nó 43. Cái tán của nó là 79 ạ. Cái chiều cao của nó 60 ạ. Cây số 4 báo giá 3 triệu ạ. 3 triệu cây số 4. Rồi chúng ta tiếp tục. Cây số 5. Cây số 5. Tùng là hán và vàng nhân tùng. Eo của nó là 30 ạ. Cái tán của nó 73. Cái chiều cao của nó 47 ạ. Con báo giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi cây số 5. Rồi, chúng ta tiếp tục. Này những cây đã cắt giặt cho nó lùng lại. Cây số 6 á. Cái eo của nó 49 ạ.
Cái tán rộng của nó 63. Cái chiều cao của nó 48. Báo giá 2,5 triệu. 2,5 triệu, cây số 6. 2,5 triệu. Cây số 7. Đi sang bên này xuống không? Cây số 7 á. Cái eo của nó 39 ạ. Cái tán rộng của nó 107 ạ. Cái chiều cao của nó là 80 ạ. Cây số 7 con báo giá 7 triệu ạ. 7 triệu cây số 7. Số 7, 7 triệu. Tầm gan đi. Rồi chúng ta tiếp tục sang cái dòng khác, cây ma chiếu thể. Cây số 8. Dáng tam căn. Tạo thế tam căn ngũ thường. Eo của nó 28 ạ. Cái tán rộng của nó 78 ạ. Cái chiều cao nó 86 ạ. Con báo giá 3 triệu. 3 triệu cây số 8. Cây số 9. Cây số 9 ạ. Eo của nó là 37 ạ. Cái tán rộng của nó 80 ạ. Cái chiều cao của nó là 87 ạ. Con báo giá 3 triệu ạ. 3 triệu cây số 9. Hai bên nó đẹp. Cái dòng này dòng chơi cặp hả các bạn. Rồi. Nhiều nhà người ta thích mà hai cây chật thì cái tâm ca nó nhiều. Cây số 10 chuyển cổ của nó. Cây số 10. Cái eo của nó 30 ạ. Cái tán rộng của nó là 81 ạ. Cái chiều cao của nó 87 ạ. Con báo giá 3 triệu ạ. 3 triệu cái số 10. Rồi, chúng ta tiếp tục mang mã số 11 của mặt tam căn. Dạ, cây số 11 ạ. Cái eo của nó 30 ạ. Cái tán rộng của nó là 80 ạ. Cái chiều cao của nó 84 ạ. Báo giá 3 triệu. 3 triệu cây số 11. Dời đi, cho nó nhẹ. Rồi, chúng ta tiếp tục. Cây số 12. Cái eo của nó 29 ạ. Cái tán rộng của nó 77 ạ. Cái chiều cao của nó 85 ạ. Con báo giá 3 triệu ạ. 3 triệu cây số 12. Rồi, khi cho nó nhẹ, nó cụp xương sống để là mệt mỏi luôn á.
nốt cái dây này. Cây số 13. Xong rồi giờ các bạn xoay đi. À, tiếp tục em số 13. Cây số 13 cũng là Tam Cang. Đây, về bên đây. Trong nào? Về trong nào? Nữa. Cái eo của nó 28 ạ. Cái tán rộng nó 80 ạ. Cái chiều cao nó 84 ạ. Còn báo giá 3 triệu ạ. 3 triệu cây số 13. Khỉnh đi. Rồi, chúng ta tiếp tục, xin mời các bạn tiến vào phía sau khu vườn. Cây số 14. Cây số 14 là mai lá trung. Mai lá trung. Cái đế của nó 104 ạ. Cái eo của nó là 32 ạ. Cái tán rộng của nó 73. Cái chiều cao của nó 94 ạ. Báo giá 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi, cây số 14. Cho lên. Cây số 15. Cây số 15 cũng là mai lá trung ạ. Cái đế của nó 93. Cái eo nó 27 ạ. Cái tán rộng của nó 85 ạ. Cái chiều cao của nó 86 ạ. Còn báo ra 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi cây số 15. Rồi, xin mời em khác. Cây số 16. Cây số 16 cũng là mai lá trung. Cái đế của nó 100 ạ. Cái eo của nó 30 ạ. Cái tán rộng của nó 68 ạ. Cái chiều cao nó 83. Báo ra 2 triệu. 2 triệu cây số 16. Cây số 17. Cây số 17. Cái đế của nó 85 ạ. Cái eo của nó 29 ạ. Cái tán rộng của nó 79 ạ. Cái chiều cao của nó 89 ạ. Báo giá 2 triệu ạ. 2 triệu cây số 17. Cây số 18. Cây số 18, cây hàng nhỏ. Cái đế của 65. Eo 22 ạ. Cái tán rộng nó là 47 ạ. Cái chiều cao nó 56 ạ. Còn báo giá 1 triệu ạ. 1 triệu cây số 18. Rồi, chúng ta tiếp tục, xin mời em khác. Cây số 19. Cây số 19 là mai lan lớn ạ. Cái đế của nó 55 ạ. Cái eo của nó 19. Cái tán rộng của nó là 52 ạ. Cái chiều cao của nó 59 ạ. Báo giá 1 triệu 2 ạ. 1
chiều 2 cây số 19. Cây số 20. Cây số 20 là cây mai lá trung ạ. Cái đế của nó là 63. Cái eo của nó 19 ạ. Cái tán rộng của nó là 49 ạ. Cái chiều cao 52, bao giá 1 triệu ạ. 1 triệu cây số 20. Rồi, tiếp tục xin mời mang mã số 21. Cây số 21 là mai lớn chung ạ. À, mai lớn lớn ạ. Còn cây bên cạnh này là cái đế của nó 75 ạ. Cái eo nó 23 ạ. Cái tán rộng của nó 54. Cái chiều cao nó 60. Báo giá 2 triệu ạ. Báo giá 1 triệu ạ. 1 triệu, cây số 21. Bê dịch xuống kia, cái mầm. Cho dịch đi. Đây này. Đó, cả giờ đó. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Chuột chết. Cái mùa này nhà thắng nó có. Cây số 22 ạ. Cái này là mai lá trung. Cái đế của nó 90 ạ. Cái eo của nó 27 ạ. Cái tán rộng của nó là 81 ạ. Cái chiều cao nó 80 ạ. Báo giá 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi, cây số 22. Rồi. Rồi, chúng ta. Rồi, cây số 23. Cây số 23 là cây mai lá trung. Cái đế của nó 97 ạ. Cái eo nó 31 ạ. Cái tán rộng của nó là 70 ạ. Cái chiều cao nó 70 ạ. Báo ra 2 triệu ạ. 2 triệu, cây số 23. Rồi, ok. Cây số 24. Cây số 24 ạ. Cái đế của nó 63. Cái eo của nó 29 ạ. Cái tán rộng của nó 53. Cái chiều cao nó 53. Báo giá 1 triệu. 1 triệu, cây số 24. Rồi, chúng ta tiếp tục mời em khác. Cây số 25. Cây số 25 là cây mai lá lớn ạ. Cái đế của nó 77 ạ. Eo nó 22 ạ. Cái tán của nó 67 ạ. Cái chiều cao nó 77 ạ. Báo giá là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi, cây số 25. Làm ra bông. Rồi, ok. Rồi chúng ta xin mời em kế tiếp. Cây số 26. Cái đế của nó 109 ạ. Cái eo của nó 35 ạ. Cái tán rộng của nó 67 ạ. Cái chiều cao của nó 85 ạ. Báo giá 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi, cây số 26.
Rồi, chúng ta xem mẹ khác. Cái số 27. Cái số 27 là mai nó lớn ạ. Đấy làm sổ không đấy. Cái đế của nó 68. Cái eo của nó 22 ạ. Cái tán rộng của nó 59 ạ. Cái chiều cao nó 60 ạ. Nó giá 1 triệu ạ. 1 triệu cái số 27. Cái số 28. 28. Cái số 28 mà mày nó trúng. Cái đế của nó 96. Cái eo của nó 30. Cái tán rộng của nó là 74. Cái chiều cao nó 79 ạ. Con báo giá 1,5 triệu ạ. 1 triệu rưỡi cây số 28. Cây số 29. Mai lớn. Mai là lớn, mai đèn là lớn. Cây số 29 ạ. Cái đế của nó 56 ạ. Cái eo của nó 16 ạ. Cái tán rộng của 52. Cái chiều cao nó 50 ạ. Báo giá 1 triệu. 1 triệu cái số 29. Cái này đúng không? Rồi, tiếp tục em Trang. Trang một cốt màu tím sen. Cái số 30 ạ. Còn chốt luôn nha chú. Chốt luôn hả? Rồi, ok, muốn chốt thì chốt. Cái cốt của nó là 9 ạ. Trong một cốt. Cái tán của nó là 59 ạ. Cái chiều cao nó là 53 ạ. Báo giá 500 ạ. Rồi các bạn thân mến, cây trang sen mang mã số 30 được chào giá là 500. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Thì Nông Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nông Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi Phượng ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác nhận chị mình thôi. Con gửi lời cảm ơn với chú tới toàn thể cô chú anh chị mình gần xa. Chúc cô chú anh chị mình sức khỏe dồi dào. Hôm nay con có số hàng để ai có nhu cầu cứ alo cho con. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Các bạn lưu ý là Vườn Kiển Anh Tuấn được phát sóng trên kênh Thu Bonsai vào mỗi chủ nhật và thứ năm hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ. Thank you.